Netizen Trung Quốc lóa mắt với việc mới sẵn sàng đầu quân xếp nữ xinh đẹp ở Việt Nam, như nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "So với chúng ta, người lao động Việt Nam làm việc theo tâm trạng nhiều hơn nhỉ các bạn?" Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Chỗ nào có nhân dân tệ, tôi sẽ bay tên lửa tới đó ngay lập tức. Lương ở đó hàng chục triệu cơ. Ở Việt Nam chi phí hàng trăm triệu và làm chỉ mất một tháng là xong. Có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là tôi muốn ở lại Việt Nam. Thật khó để tìm được công nhận ở đó phải không? Đúng rồi bạn. Tôi ở Việt Nam đã 10 năm rồi, tôi không có hứng thú làm ca ngày. Tôi luôn có thể đi cùng bạn trực ca đêm. Thế thì bạn đang tìm nhầm chỗ rồi. Ý anh ấy là người Việt Nam thích như thế này. Tôi có thể làm không? Tôi đang ở Bắc Ninh, còn chúng tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có gợi ý gì về phần mềm dịch tiếng Việt tốt không? Blogger. Không, về cơ bản tôi dựa vào bản dịch và sau đó tự học một vài câu. Tôi nên làm loại công việc gì ở đó? Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ. Được, tôi là người làm việc chăm chỉ nhất. Chúng tôi đang tuyển dụng hơn 4.000 người phù hợp để điều hành doanh nghiệp. Mức lương cơ bản là bao nhiêu? Tôi sẽ đi. Tôi sợ tôi sẽ không thể nói được ngôn ngữ chính. Tôi đi sang có được không? Tôi chủ yếu muốn tìm bạn gái người Việt. Một số đàn ông làm ở Việt Nam không đủ tiền cưới vợ. Nếu điều kiện không tốt, tôi thực sự không thể nói chuyện với con gái Việt Nam. Tôi sẽ qua làm, tôi ở Long An. Tôi tuyển lao động cũng không tìm được nhiều lao động. Tôi đã mở một trang trại. Nếu bạn trả 10.000 tệ, chắc chắn sẽ có người làm. Nếu bạn đưa 3.000 tệ thì ai sẽ làm? Bạn có nghĩ người Trung Quốc có 1 triệu đô la không? Nhìn vào nền kinh tế hiện tại để đánh giá. Đây là ở đâu tại Việt Nam? Chúng tôi sẽ đến Việt Nam trong vài ngày nữa. Có nhiều cô gái không? Tôi chỉ quan tâm đến điều này thôi. Cô chủ xinh đẹp ơi, cô ở đâu ở Việt Nam vậy? Giới thiệu người đến làm việc nhé. Tôi sẽ ở đây để làm bà chủ. Sang đây các bạn đều là những ông chủ lớn. Mỗi tháng làm việc đó thì có bao nhiêu tiền? 6 triệu đồng bạn ơi. Nếu bạn cho tôi 3 triệu, bạn có thể thấy số tiền đó trong một ngày sẽ có người đi được. Công việc có khó lắm không? Hãy để tôi đi qua. Dù sao thì cũng sắp đến Tết Nguyên đán rồi. Bạn cho tôi một công việc và mời tôi làm việc miễn phí cho bạn và nhân tiện, tôi tìm một người bạn gái. Bạn có muốn tuyển công nhận không? Hãy nói sự thật vì tôi có kinh nghiệm ở Đông Nam Á. Nếu bạn không làm ở đó đó, bạn có thể nằm thẳng và cảm thấy thoải mái ở Trung Quốc. Bạn sẽ lo việc ăn uống chứ? Phở Việt Nam được đó. Bạn ở đâu? Tôi đang ở Long An và có thể đến đó làm việc bất cứ lúc nào. Người đẹp ơi, tôi đi được không? Tôi sẽ làm thêm giờ cho bạn vào ban đêm. Ban ngày tôi phải di chuyển. Ở đó khá tốt. Có rất nhiều nhà máy đã được chuyển đi vào thời điểm đó. Nhưng nếu bạn không làm việc thì sẽ có người làm việc. Công ty chúng tôi ở Việt Nam đang có ý định rút lui. Lực lượng lao động lương không thấp hơn nhiều so với Trung Quốc và rất khó tìm người. Chỉ cần bạn biết ai đang tuyển dụng lương cao không? Liệu mức lương hàng tháng của tôi có vượt quá 10.000 không? Tiền lương của Việt Nam không tỷ lệ thuận với tiêu dùng. Người dân ở đây làm việc một cách chậm rãi. Nếu mệt thì cần phải nghỉ ngơi. Đúng rồi. Tôi sẽ là ông chủ, tôi sẽ lo chuyện ăn uống, nhà ở. Chúng ta không thể sử dụng ý tưởng trong nước để quản lý lao động Việt Nam. Chúng ta phải thay đổi tư duy, cố gắng nội địa hóa việc làm và hiểu rõ các quy định về việc làm của địa phương. Vâng, họ biết cách tận hưởng nó. Tôi không tìm được việc làm ở Việt Nam nên tôi đã về nhà. Thật khó khăn. Tôi có thể đi sang được không? Còn tôi không dám đi vì sợ mất eo. Tôi rất vui khi được nhập cư vào Việt Nam với một ít tiền. Còn tôi không thích ở đây chút nào. Điều này thật tốt, người dân bên đó biết hưởng thụ cuộc sống, không giống như chúng ta, người bình thường, trâu ngựa không kiếm được nhiều tiền. Chúng tôi ở Việt Nam đều tan sở từ 8 giờ 30 phút đến sau 6 giờ, thời gian cụ thể thì không chắc chắn. Tại sao buổi sáng bạn có thể đến muộn hơn tôi nửa tiếng và tan làm sớm hơn, tôi 4 tiếng được nhỉ? Trước khi nghỉ việc, tôi đã làm việc 8 tiếng một ngày và mức lương của tôi vào khoảng 4K. Bạn 4K 8 tiếng một ngày, tôi chỉ có thể 4K 12 tiếng một ngày và tôi cứ phải di chuyển cả ngày. Có quá nhiều người Trung Quốc và họ không đoàn kết. Tôi đã đến Việt Nam và họ rất đoàn kết. Vì người Trung Quốc nhiều quá, mình không làm thì người khác sẽ làm. Đừng dùng quá nhiều người để che đậy nhiều vấn đề tồn tại. Vấn đề không phải là số lượng lớn người. Có hơn 100 triệu người ở một nơi nhỏ bé như Việt Nam,
và mật độ dân số lại cao hơn chúng ta rất nhiều. Số lượng đông đảo chỉ là cái cớ nhưng sự thật là vô ích. Không chỉ là thiếu đoàn kết. Nếu bạn không làm việc, bạn sẽ chết đói chỉ để tồn tại. Tôi thấy Hiệp hội Nhà máy Trung Quốc thực sự tuyệt vời, và họ sẽ cắt giảm lương của nhân viên. Đó là một bang hội, không phải một hiệp hội. Bạn có thể đã hiểu lầm. Tôi nhớ rằng hội đã tính phí cho chúng tôi 10 nhân dân tệ mỗi tháng, và số tiền đó đã bị trừ vào tiền lương của chúng tôi. Có bang hội nào ở Trung Quốc không? Tại sao tôi không biết? Tôi làm việc suốt 3 tháng mà không ký hợp đồng và không được trả lương. Hôm qua, lãnh đạo đã nói với chúng tôi rằng, hợp đồng sẽ được ký từ thứ 2 tuần sau trong tháng này. Tiền lương của 3 tháng trước đó sẽ được hoàn lại dưới hình thức thưởng vào cuối năm. Thật đau đớn. Tiền lương của chúng ta đều dựa trên việc làm thêm giờ. Tôi có thể kiếm được mức lương cao như vậy mà không cần làm thêm giờ không? Ở Nam Kinh, lương cơ bản không tính giờ tăng ca là hơn 2.000 tệ. Nhưng mức lương tối thiểu hợp pháp ở Thâm Quyến là 2.360 tệ. Bạn đã bao giờ nghĩ về nó chưa? Cái giá là bạn phải trả cho hơn 10 giờ làm là lương của 8 giờ. Các công đoàn ở nước ta được thiết kế để ngăn chặn sự hình thành của các công đoàn thực sự. Hàng chục triệu sinh viên đại học được tuyển dụng mỗi năm, và mối quan hệ giữa cung và cầu chính là điểm mạnh của ông chủ. Phương tiện truyền thông trung ương của chúng ta khuyến khích chúng tôi làm 3 công việc, tập trung vào công việc khó khăn trước. Foxconn không quay lại nữa sao? Mọi người chúng ta vẫn dễ dàng làm việc. Các bạn hãy ngoan ngoãn và lương thiện trong công việc, không dám phản kháng. Người Trung Quốc không thể nào thích chịu đựng gian khổ và chịu đựng sự chăm chỉ. Vấn đề không phải là chăm chỉ, nếu không bạn sẽ chết đói. Mức lương trong một nhà máy ở Việt Nam là 2.000 khi quy đổi sang nhân dân tệ và bạn làm việc trong 8 giờ. Ở Trung Quốc, 8 giờ còn ít hơn 2.000, nhưng tiêu thụ ở Việt Nam thấp hơn ở đại lục. Nếu bạn đổi nó thành dưới 1.000 đô la, bạn vẫn phải làm việc 12 giờ. Mức lương cơ bản ở Quảng Đông là hơn 2.000 một chút trong 5 ngày 8 giờ. Tôi thích làm việc với những người như vậy vì tôi là kiểu người không thích làm thêm giờ, nhưng tôi không tìm được người cùng chí hướng ở Trung Quốc. Chỉ có trẻ khóc mới có sữa để ăn. Tại sao chúng ta không khóc lóc, gây rắc rối thì phải đối xử tốt hơn chứ? Họ sẽ không để bạn khóc. Người Việt Nam không có thế chấp, vay mua ô tô sao? Không liên quan gì đến khoản vay, nhưng họ không có 5.000 năm văn hóa như ta. Làm sao họ có thể sống mà không có nhà và xe hơi nhỉ? Không có khoản phí nào được trả. Tôi đoán là tôi biết, chắc là nhà họ ở nông thôn. Trung Quốc còn quy định ngày làm 8 tiếng nhưng tại sao vẫn phải làm thêm giờ? Nhân viên vẫn rảnh vì nếu bạn không làm thì người khác sẽ làm. Đó không phải là vấn đề con người, mà là vấn đề quản lý nội bộ. Nếu bạn không được làm thêm giờ, bạn có nghĩ rằng có một số công ty cho phép làm thêm giờ không? Sang đó bạn chỉ có thể nhận được mức lương cơ bản tối thiểu cho 8 giờ một ngày, trong nhà máy. Phải chăng người trung gian đã lừa dối bạn, và bạn không còn cách nào khác là phải làm điều đó khi không có tiền? Một người không sẵn sàng làm thêm giờ ngay cả khi được trả lương ngoài giờ, nhưng miễn là lương làm thêm giờ cao, tôi có thể làm thêm giờ cho đến khi tôi nghi ngờ cuộc sống của mình. Có thể tiền lương làm thêm giờ được chia cho những người khác. Mức lương cơ bản là 2.000 nhân dân tệ, làm thêm về cơ bản là gấp 1,5 lần. Bạn vẫn có thể làm thêm 10 giờ. Từ các bình luận trên, có thể rút ra rằng netizen Trung Quốc nhìn nhận về việc làm tại Việt Nam với nhiều góc nhìn phức tạp. Một số ý kiến nhấn mạnh sự quan tâm tới cơ hội việc làm và mức lương, thậm chí sẵn sàng di chuyển đến Việt Nam ngay cả khi lương thấp hơn so với Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ mong muốn kiếm được thu nhập tốt hơn và tận hưởng môi trường sống ít căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, một số người đánh giá cao phong cách sống thư thái của người Việt Nam, không đặt nặng áp lực lao động như tại Trung Quốc và thích sự đoàn kết trong cộng đồng lao động. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại về việc quản lý lao động và các chính sách đãi ngộ, do một số người cảm thấy chưa quen với văn hóa làm việc tại đây và có nhiều khó khăn trong giao tiếp. Một số ý kiến cho thấy mong muốn được trải nghiệm văn hóa và lối sống mới, trong khi một số khác lại e ngại về việc thiếu thốn tài chính và chênh lệch lương bổng. Tổng thể, các netizen Trung Quốc nhận thấy cơ hội kinh tế, trải nghiệm văn hóa, nhưng cũng nhận thức được thách thức về ngôn ngữ, quản lý và hệ thống lương tại Việt Nam.